một xe đầu kéo tại Đà Nẵng thi gan với lực lượng chức năng, quyết không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Hình ảnh được camera hành trình ghi lại khiến cho nhiều người bức xúc và khó hiểu với thái độ ngông cuồng của tài xế. Dù bất cứ lý do gì thì chẳng ai có quyền đứng trên pháp luật. Và trong diễn biến mới nhất, người vi phạm vừa bị ngành chức năng xử phạt. Trước đó, sáng ngày 29 tháng 10, tài xế NMV 39 tuổi trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 43H00661 kéo theo rơ móc đi trên đường Trường Sơn, quốc lộ 14B. Lúc này, phía sau xe đầu kéo có đoàn xe ưu tiên của đội tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đang làm nhiệm vụ. Lực lượng dẫn đoàn ra hiệu, phát thông báo, đề nghị phương tiện nhường đường để đoàn xe di chuyển. Thế nhưng tài xế vẫn không chấp hành. Bất chấp còi hú inh ỏi, xe đầu kéo vẫn cố tình không nhường, chặn đầu đoàn xe ưu tiên suốt đoạn đường dài. Ngay sau đó, đội tuần tra thông báo cho trạm cảnh sát giao thông Hòa Nhân phối hợp dừng xe đầu kéo, đưa về trụ sở lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe và xử phạt với hành vi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Những chiếc xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe dẫn đoàn, xe cứu thương cứu quả, dù nháy đèn hú còi vang vọng, nhưng đôi khi đổi lấy chỉ là sự tuyệt vọng, dòng người chội chả trên đường cứ đi và thản nhiên đi. Câu chuyện nhường đường cho xe ưu tiên khiến dư luận bất bình suốt thời gian qua. Mới đây lại có thêm một hình ảnh nhức mắt khác tại tỉnh Bình Dương. Tài xế một mực cản đường còn giống dạc mà nói rằng mình cố tình làm vậy vì còi xe cấp cứu làm ồn. Anh NCC, tài xế xe cứu thương cho biết, trưa ngày 12 tháng 10 có một bệnh nhân ở xã An Linh cần đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nên anh lái xe, bật còi đi đón. Khi đến khu vực xã Vĩnh Hòa, anh bị một người đàn ông đi xe máy cản đường, yêu cầu tắt còi vì gây ồn ào. Anh C bức xúc, do cần đến nhanh để chở bệnh nhân đi cấp cứu, tôi mới bật còi ưu tiên để qua các ngã ba, ngã tư. Sau khi đập xe chửi bới, người đàn ông mới rời đi. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại tuyến đường ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Đại diện công an huyện đang xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.